Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ tuyên án với 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông năm 2018 sau 2 ngày nghị án. Trong 12 người bị đưa ra xét xử trong 6 ngày, 3 người không thừa nhận hành vi là Nguyễn Minh Khoa, cựu thượng tá, cựu phó phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La, Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trần Văn Điện, giáo viên. 9 người còn lại mong được giảm nhẹ hình phạt. Trong quá trình xét xử từ ngày 21 tháng 5, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La bảo lưu quan điểm truy tố với 12 bị cáo và cho rằng vụ án này người có vai trò chính là ông Yến, những người còn lại đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực.